Mọi người có khi nào mọi người cảm thấy chán skincare không? Hoặc là đi làm về mệt quá, không muốn làm gì luôn? Thường thì những lúc như thế mình sẽ cố gắng refresh lại bản thân một chút. Tiên không thể thiếu chắc chắn phải là rửa mặt thật sạch. Sau đó mình sẽ đắp mặt nạ bạc hà Stretch. Bạc hà thơm mát của em ý cực kỳ thư giãn đối với mình luôn. Trong sản phẩm có cả thành phần vỏ đậu đỏ. Nếu mà nhìn trên clip mọi người sẽ thấy nó hơi bị to lợn cợn. Tuy nhiên là khi mà mình dùng thì mình thấy khá là ok và không hề bị rát da đâu. Khi đợi khoảng 10 phút thì chúng ta sẽ massage nhẹ nhàng và rửa lại với nước. Tác dụng chính là kiềm dầu và làm sạch mụn đầu đen. Em ý còn có tác dụng làm sạch sâu và mang lại cho chúng ta một cái làn da căng mịn và thơm mát luôn. Sau bước này sẽ là bước phục hồi và cấp ẩm. Sẽ chọn mặt nạ thạch của nhà Sexy Look. Mình thích nhất là mặt nạ bơ của dòng này, nhưng mà hôm nay nhà mình lại hết mất nên là mình dùng tạm mặt nạ dâu, vừa có tác dụng cấp ẩm và cũng làm sáng luôn. Trong lúc chờ đợi khoảng 15 phút thì mình sẽ uống một cốc Saffron, vừa dưỡng da lại cũng dễ ngủ nữa. Khi gỡ mặt nạ ra mình sẽ vỗ nhẹ nhàng để dưỡng chất thấm sâu hơn rồi đi ngủ luôn. Như vậy vừa không phải lặp lại các bước dưỡng da đơn điệu mà làn da mình vẫn được cung cấp đầy đủ dưỡng chất.